Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay lên sóng để tiếp tục test vang số Shiso T3 đấy, cùng với combo Mic Arena Card 3300. Đây là hàng nước các bác nhé. Hàng nước còn rất đẹp, tay sơn zin, còn nguyên mã vạch, mã seri, màu zin nguyên bản. Thì cái combo này tức là đánh giá là combo VIP. Con Shiso T3 cho chất âm của tiếng mic rất là bay, dễ hát, được mệnh danh là vua karaoke. Nếu các bác tìm hiểu ở website của Shiso thì sẽ hiểu bản chất con này hơn, hỗ trợ karaoke tuyệt đối. Có những cái dòng của Shiso như là 510 thì hỗ trợ bán chuyên nghiệp nên tiếng mic và tiếng echo của nó hơi khô, còn tiếng nhạc của nó cũng rất là hay. Hôm nay sẽ set combo này gửi đi cho bác khách ở xa đấy. Đấy, bác đấy mà xem được video này thì hãy để ý cái video này của em căn chỉnh 4 chế độ 11, 12 và 34 thì sẽ cài đặt hát thử cái chế độ M1 là echo để các bác nghe nhé. Các bác nghe thì echo của con Shiso T3 đấy. Các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Liệu em đến biên giới, em sẽ bằng ngàn hoa, hoa si giữa đồi lắng xuống, tim như ai chờ mong. Sắc hoa si yêu thương trong lòng người linh thề chờ ai, nên tim ngã vui vui. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em. Đó, đây là combo em vừa test nhé. Vừa test gồm bộ mic Arena Card hàng lướt. Độ nhạy côn còn rất là cao. Độ nhạy côn là cao, tiếng xì vẫn còn các bác nhé. Con này là em bán 2,7 triệu. Bộ đẹp, những bộ xấu thì hơn một chút. Thì em bán là tay trắng như kia này bán 2,6 triệu. Nhưng tất cả côn còn nguyên bản. Còn bộ mic này em bán cho các bác là 2,7 triệu hàng đẹp. Còn con vang số này 2,9 triệu bản đẹp. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.